Chào tất cả các bạn, hôm nay Tín Dũng trên VN sẽ quay trở lại với các bạn với giáo trình Hán ngữ 1. Đây là phần tập viết của giáo trình Hán ngữ 1. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ xử lý bài số 7 của giáo trình này. Bước 1, các bạn sẽ viết các bộ thủ cùng với mình. Thứ nhất, đó là bộ tịch. Bộ tịch các bạn sẽ viết như sau. Tịch có nghĩa là buổi chiều tà. Tiếp theo, một cái bộ nữa các bạn cần phải quan tâm, đó là bộ miên. Miên là gì? Miên là cái mái nhà. Một bộ số 3 các bạn cần phải quan tâm, đó là bộ bao. Bao tức là gì? Là ôm ấp. Một bộ kế tiếp, đó là bộ lập. Lập là thành lập. Và tiếng Trung bạn sẽ phải đọc là ly. Kế đến các bạn quan tâm, đó là bộ cung. Cung là gì? Là cung tên. Các bạn vẽ hình dinh dãn nhé. Cung tức là cung tên. Một bộ nữa các bạn cần quan tâm, đó là bộ dương. Dương thì bạn sẽ viết hai cái sừng, ba cái xương sườn và một cái đuôi, và bạn đọc nó là yáng. Yáng là dương. Dương tức là con dê. Trên đây là những cái bộ thủ quan trọng chúng ta sẽ sử dụng trong bài viết. Bước kế tiếp, bây giờ chúng ta sẽ đi vào các chữ cụ thể của bài này. Thứ nhất là từ rúng y. Rúng y có nghĩa là gì? Là dễ dàng. Các bộ hợp thành nó là gì? Bộ miên, bát, nhân và khẩu. Bạn có từ rúng. Âm viết của nó là chữ rung. Thì các bộ hợp thành nó là gì? Bộ miên. Miên là mái nhà. Bộ bát, bộ nhân và dưới cùng là bộ khẩu. Kế đến bạn phải quan tâm, đó là từ y. Chữ y thì bạn viết sao? Ở trên bạn viết bộ nhật, ở bên dưới bạn viết bộ vật y. Ở bên viết là chữ dị. Dung dị tức là đơn giản. Thì các bộ hợp thành ở đây ta có bộ gì? Bộ nhật. Nhật tức là ngày. Và bộ kế tiếp là bộ gì? Bộ vật tức là đồ vật. Tiếp theo ta có một từ là từ xuế xí. Xuế bạn học rồi. Ba chấm thủy, mịch, tử. Thằng trẻ con ngồi nhà vã mồ hôi ra tức là đang xuế, đang học. Chữ xí là chữ tập. Các bạn tưởng tượng đầu con cò hai cánh đang vẫy vẫy. Xí nhỉ là gì? Là tập. Nỉ xuế xí sấm mơ tức là bạn học tập cái gì. Một chữ nữa, đằng trước bạn viết bộ khẩu, đằng sau bạn viết số 4 thì ta được chữ gì? Chữ treo. Treo có nghĩa là gọi. Nỉ treo sấm mơ mình chữ, bạn gọi tên là gì. Kế đến chúng ta sẽ chuyển sang một chữ khác. Chữ này là chữ sinh, có nghĩa là giới tính. Giới tính là gì? Đằng trước có bộ nữ và đằng sau thì các bạn có chữ sinh. Cả chữ này các bạn đọc là chữ sinh, là chữ tính hay còn gọi là giới tính. Bất cứ giới tính nào thì cũng do người phụ nữ đẻ ra hết. Vì vậy đằng trước ta có bộ gì? Bộ nữ. Và đằng sau ta có chữ sinh, tức là sinh đẻ. Kế tiếp bạn có từ mính chữ, có nghĩa là tên. Ở trên các bạn có bộ diện, bộ tịch, và dưới có bộ khẩu. Chữ này bạn đọc là chữ mính. Âm Hán Việt nó là chữ danh. Đã sinh ra trong trời đất phải có danh gì với núi sông, tức là danh là tên tuổi của mình, danh tiếng của mình. Bộ trên này, bộ tịch tức là gì? Buổi chiều. Đến khi mình già rồi, mình chết rồi thì cũng để lại một cái tiếng thì người ta nghĩ về mình, nó có tốt hay không. Từ chữ thì ở trên các bạn có bộ miên và dưới bạn làm cho mình bộ tử. Đồng là chữ và bạn biết là chữ tử. Bộ này ta có là bộ miên. Miên tức là gì? Là cái mái nhà. Tử là đứa trẻ. Đứa trẻ ngồi trong nhà thì nó làm gì? Nó viết chữ. Mính chữ là danh tự. Bản thân sự có nghĩa là chữ viết. Một chữ kế tiếp bạn cần quan tâm,
đó là chữ quậy, trung, nhất và bối. Thì chữ này ta đọc là gì? Là quậy, có nghĩa là gì? Quý. Thì các cái bộ hợp thành của nó là gì? Trung, ta đọc là kẻ vẽ hình chữ nhật và kẻ dọc xuống. Nhất là số mấy? Số 1. Và bối là tiền bạc. Cách nhớ như sau: một người sống ở trong tiền bạc nhung lụa thì sẽ được người ta quý mến, trân trọng. Nếu chúng ta nghèo thì người ta sẽ khinh bỉ và coi thường chúng ta. Vậy chúng ta phải cố gắng để làm giàu. Quậy là quý hoặc là đắt. Ví dụ ta nói là thai quậy có nghĩa là đắt quá. Hoặc nín quậy sinh là ông họ gì. Câu nín quậy sinh bạn dành cho cái đối tượng to tuổi hơn và chức vụ to hơn bạn. Còn nếu người bé tuổi hơn bạn thì bạn sẽ nói là nỉ sinh sớm mơ. Nỉ là bạn, sinh là họ, sớm mơ là cái gì? Từ kế tiếp các bạn cần phải quan tâm đó là từ gì? Pha in là phát âm. Chữ đầu tiên các bạn sẽ viết đó là chữ pha. Thế này là chữ pha. Ở bạn viết là chữ gì? Chữ pha. Ở dưới, trên là một cái thiên đàng, ở dưới ta có một cái bộ nhỏ. Bộ này là bộ hữu. Hữu tức là gì ạ? Làm lại. Làm đi làm lại. Thế còn bây giờ chúng ta chuyển sang một từ nữa, đó là từ in, tức là gì? Âm. Ở trên là bộ gì nhỉ? Bộ lập. Ở dưới bộ gì? Bộ nhật. In này, làm án viên là chữ âm. Các bộ hợp thành là gì? Bộ lập. Và bên dưới là bộ gì? Bộ nhật. Âm này là âm thanh. Các bạn có thể dùng cho các từ liên quan đến âm thanh. Tiếp theo, từ what là hỏi. Hỏi thì phải mở cửa ra hỏi. Bên ngoài sẽ có bộ diện, bộ môn. Và bên trong là bộ khẩu. Hỏi thì mở mồm ra hỏi. Các bộ hợp thành: bộ môn tức là cánh cửa, bộ khẩu, các bạn vẽ cái hình thang ra nhé. Khẩu có nghĩa là cái miệng. Hỏi mở mồm ra hỏi và mở cửa đi hỏi. Từ kế tiếp đó là từ mày, là mỹ là con dê đẹp. Ở trên là bộ dương và dưới là bộ đại. Thì bạn có chữ gì? Chữ mày. Âm Hàn viết là mỹ. Bộ dương là hai cái sừng và ba cái xương. Xương sườn. Cái này là bộ dương. Đấy. Ở dưới các bạn đã học được chữ đại là to lớn. Con dê to là con dê đẹp. Mày là mỹ. Các bạn dùng từ mày lý, mỹ lệ. Đấy. Hoặc mẩy búa, nước Mỹ. Đấy. Về cái bộ dương, mình muốn nói sâu hơn một chút về cái bộ dương. Các bạn cần phải biết nó có nhiều biến thể khác nhau. Nếu đứng độc lập làm chữ dương thì nó sẽ thế này: hai sừng, ba xương sườn và một đuôi. Cái này bạn có thể đọc là giáng, là dương. Dương này có nghĩa là con dê. Có thể đứng độc lập làm một chữ. Thì còn vừa rồi chúng ta học một cái bộ dương chỉ đứng là bộ. Thế này là dương. Và một dạng khác nữa, thế này. Cũng là dương. Và trường hợp này chỉ đứng làm, hai trường hợp sau này chỉ đứng làm bộ mà không đứng làm chữ được. Còn chữ dương thì chỉ duy nhất là hai sừng, ba sừng sườn và một đuôi. Chúng ta đi tiếp, ta có chữ cúa. Chữ cúa các bạn viết như sau. Các bạn làm bộ vi bên ngoài, tức là một hình chữ nhật. Ở trong các bạn làm bộ gì ạ? Bộ ngọc. Ông vua chấm một cái là bộ ngọc. Vào nhà trước, đóng cửa sau. Chữ này bạn có là chữ gì ạ? Cúa là quốc. Quốc tức là quốc gia. Chữ cúa gồm những bộ gì ở thành? Bộ thứ nhất, vẽ hình chữ nhật. Bộ này ta có bộ vi, tức là chu vi. Và bộ bên trong bạn có, đó là bộ ngọc, tức là ngọc tỷ. Trong bức tường thành có ngọc tỷ thì đó là quốc gia, cúa. Mẩy cúa là nước Mỹ. Hoặc mẩy cúa đấn thì sẽ là gì? Là người Mỹ. Bây giờ chúng ta sang chữ cuối cùng, đó là từ trang tụ. Họ Trương là họ bắn cung tên giỏi, vẽ cái hình cái kính cung ra. Và thân dài. Cái chữ này bạn đọc là gì? Trang. Họ Trương. Thế thì các bộ hợp thành là gì?
bộ cung nha. Tiếp theo là bộ gì? Bộ trường nhá. Trường là gì? Chữ dài này, vạn lý trường thành, quan lý tráng trường, các bạn có thể sử dụng chữ trường này. Họ trương, họ bắn cung tên giỏi và thân dài. Ví dụ như thế. Thế còn bây giờ để các bạn sang một chữ diện, chữ tung. Tung này là gì? Là đông, đông tây nam bắc. Hướng đông thì là ông đông này. Chứ còn cái chữ mùa đông thì bạn lại viết khác nha. Chỉ và dưới là hai chấm băng. Người ta đi ở trong băng tuyết, đó là mùa đông. Cái này cũng vẫn đọc là đông, đông. Cũng tiếng Trung vẫn đọc là tung, nhưng mà nó lại là mùa đông. Nó sẽ viết chữ hàng khác nhau. Còn hướng đông thì đó là chữ đông này. Ở trên đây thì tiếng Trung.vn vừa hướng dẫn dứt khoát cho các bạn cái phần bài 7 viết chữ của quyển giáo trình Hán ngữ. Việc của bạn về là bài khóa, các bạn sẽ bận nghe, sử dụng cái bộ ba đĩa các bạn mua ở trung tâm đấy, bật là đĩa C, nghe cái phần bài khóa của bài 7. Sau đó thì nghe đến đâu, mỗi một câu bao lại, bạn viết lại cho mình, thì coi như là viết chính tả. Nếu bạn viết nhớ được hết thì coi như là bài đó chữ Hán của bạn đã rất tốt. Bước số 2 là bạn phải lấy tất cả các loại bài tập của bài 7 ra để làm và xét với đáp án của mình đã gửi cho bạn để xem nó có đúng chưa, hoặc là sai đâu thì các bạn sửa. Và tất cả những thứ đó các bạn up lên trên nhóm tiếng Trung.vn, lớp học tiếng Trung online, thì để mình sửa và chấm điểm cho bạn. Và chúng ta cứ từng bước chinh phục tiếng Trung. Quyển này là 1.500 chữ, chúng tôi hy vọng là trong vòng mỗi ngày chúng ta được 10 chữ, 10 ngày được 100 chữ, 100 ngày được 1.000 chữ. Vậy 200 ngày là phải hết rồi. Cho các bạn chơi thêm một tháng, 100 ngày nữa là 1 năm là phải hết 1.500 chữ. Tức là 95% những từ mà người Trung Quốc thường dùng là chúng ta có thể là được coi là không còn mù chữ ở bên Trung Quốc nữa rồi. Đấy. Tiếng Trung.vn, chúc các bạn học tiếng Trung thành công.